kính thưa các nhà hảo tâm trong lòng ngày nước cùng bà con cả bảy, hôm nay là ngày 25 Tết, ở trong không khí mùa xuân đang tràn ngập khắp mọi nơi, thì các nhà hảo tâm đang sống ở nước ngoài luôn dõi theo bà con cả bảy, đặc biệt là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và ngày hôm nay thì các nhà hảo tâm bên ấy cũng mong muốn là gửi những món quà yêu thương của mình đến với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Xin trân trọng giới thiệu với các nhà hảo tâm. Cùng với chương trình hôm nay thì xin giới thiệu có cô Nguyễn Thị Liên, cô hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu thầy Tâm Đạt, người chủ nhiệm hai lớp tiếng Anh từ thiện, luôn hỗ trợ những em học sinh nghèo. Xin trân trọng giới thiệu, đây là anh Linh, giáo viên của trường. Kính thưa các nhà hảo tâm, thì trong thời gian vừa qua khi mà cũng phát động phong trào để hỗ trợ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong mùa Tết thì được các nhà hảo tâm hỗ trợ, cụ thể là chị Châu Kiến Linh hỗ trợ 2 triệu. Chị Châu Kiến Linh là cháu của chú ở Hà Lan, tại chú ở Hà Lan thì hỗ trợ tổng 2 đợt là 9.400.000 đồng. Còn chị Hằng Lý ở Canada hỗ trợ 200 đô Canada, đổi ra là 3.610.000 đồng. Tổng số hỗ trợ của các nhà hảo tâm là 15 triệu. Và thưa các nhà hảo tâm thì trước đó thì luôn có vận động là xin hỗ trợ để mua quần áo Tết cho các em, nhưng mà do tình hình Covid đang diễn ra phức tạp nên là đối với các em học sinh là phải nghỉ đột xuất trước thời gian quy định, không thể mà dắt em để đi mua quà Tết. Quà Tết thì có sự thay đổi, đó là cũng trao đổi với các hảo tâm là trao cho các em bằng tiền mặt. Và đồng thời với sự hỗ trợ đó thì có chị Hương Khánh Hiền gửi 50 ký thịt heo để tặng cho mỗi em một ký thịt, các em mang về để chia sẻ cho trong ngày Tết. Và cái thứ hảo tâm thì do là chị Covid nên là Hương cũng có phần trao quà đó, đối với 5 em học sinh Hương cũng tắt ra làm 2 đợt. Và bây giờ mình xin phép là được thông qua danh sách của những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và được nhận quà Tết trong mùa xuân yêu thương này. Thứ nhất là em Bùi Hồ Hải Yến, lớp 8 Hà Tư, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du. Quỳnh Thị Quyền Trang, lớp 8 A2, Trung học cơ sở Nguyễn Du. Nguyễn Bích Xuân, lớp 7 Hà Tư, Trung học cơ sở Nguyễn Du. Võ Thanh Nghĩa, 9 A2, Trung học cơ sở Nguyễn Du. Thái Linh Thiện, 7 A3, Trung học cơ sở Nguyễn Du. Tiên Thị Bảo Nguyên, 7A2, Trung học cơ sở Nguyễn Du. Hồ Thị Thảo Linh, 9A4, Trung học cơ sở Nguyễn Du. Thái Thị Như Quỳnh, 6A4, Trung học cơ sở Nguyễn Du. Liêu Gia Bảo, 5A2, trường tiểu học Trần Đức Quảng. Nguyễn Quốc Bảo, trường tiểu học Trần Đức Quảng. Trần Thị Hoàng Châu, 4A1, tiểu học Trần Đức Quảng. Đỗ Thanh Thảo, 5A2, tiểu học Trần Đức Quảng. Thạch Quỳnh Thái Triệu, 3A2, tiểu học Nguyễn Hiền. Nguyễn Khang Bảo Châu, 5A1, tiểu học Nguyễn Hiền. Võ Chí Bình, 8A3, trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Võ Mỹ Phụng, 9A4, trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Nguyễn Chí Thanh, 9A2, trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Nguyễn Thanh Phương, 9A2, trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Dương Thị Ngọc Lợi, 7A5, trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Nguyễn Thị Dương Ý, 8A3, trung học cơ sở Nguyễn Khuyến. Lê Hoài Phương, 9A2, trung học cơ sở Nguyễn Khuyến. Nguyễn Trung Tính, 8A2, trung học cơ sở Nguyễn Khuyến. Nguyễn Thị Tuyết Trinh, 8A1, trung học cơ sở Nguyễn Khuyến. Nguyễn Thanh Trang, 9A1, trung học cơ sở Hiệp Lợi. Đỗ Thanh Tuyết, 9A2, trung học cơ sở Hiệp Lợi. Nguyễn Hà Như Ý, 6A1, trung học cơ sở Hiệp Lợi. Đào Như Ý, 6A4, trung học cơ sở Lê Hồng Phong. Quỳnh Thị Kha Ly, 6A1, trung học cơ sở Lê Hồng Phong. Phan Thị Bôn, 6A2, trung học cơ sở Lê Hồng Phong. Chế Văn Thiện, 6A2, trung học cơ sở Lê Hồng Phong. Quỳnh Thị Diễm Kiều, 7A1, trung học cơ sở Lê Hồng Phong. Thái Gia Bảo, 9A1, trung học cơ sở Đại Thành. Nguyễn Thành Nhân, 9A2, trung học cơ sở Đại Thành. Nguyễn Mộng Thường, 9A3, trung học cơ sở Đại Thành. Đào Thị Thúy Quỳnh, 8A2, trung học cơ sở Đại Thành. Dương Thị Kiều My, 7A2, trung học cơ sở Đại Thành. Thạch Bảo Đức, 6A2, trung học cơ sở Đại Thành. Dương Trọng Nghĩa, 6A1, trung học cơ sở Đại Thành. Lê Văn Bình, 6A3, trung học cơ sở Đại Thành. Trần Thanh Quang, 4A3, tiểu học Ngã Bảy 2. Lê Thị Ngọc Diễm, 5A3, tiểu học Bá Hiếu. Nguyễn Hoàng Ân, 1A2, tiểu học Hùng Vương. Lê Thị Yến Nhi, 3A1, tiểu học Nguyễn Hiền. Nguyễn Phước Huy, 4A4, tiểu học Hùng Vương.
Nguyễn Thị Minh Thư 4B tiểu học Phụng Hiệp, Quỳnh Anh Thư 12A3 trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Hồng Tươi 11A2 trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Quách Thị Ngọc Trinh 12A3 trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Đỗ Thị Ngọc Diễm, Trần Thị Kim Hoa của trường trung học phổ thông Nguyễn Minh Quang. Đây là 50 em học sinh mà được nhận quà Tết trong cái mùa xuân yêu thương này từ các nhà hảo tâm ở nước ngoài. Và bây giờ thì Hương sẽ bắt đầu mời cô Liên cùng với thầy Tâm Đạt với anh Linh đây trao quà. Hương cũng muốn xin thông qua cái phần quà thì ngoài cái tiền heo ra thì tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ 15 triệu đồng thì sẽ hỗ trợ bằng tiền đó là bao lì xì 300.000 đồng. Xin mời cô với thầy phát quà. Tin trong cái hành trình mà Hương đi trao đến các em hiện nay thì bấm mèn cũng còn mấy một bóng mà đêm dịp này thì Hương cũng được gửi đến các em học sinh để cho các em đã thắp sáng gia đình của mình trong ngày Tết.
nè, các bạn cho nó đi. Do cũng cái sự thông tin đến các em đó thì cũng mấy ngày trước rồi, nên là hôm nay có một vài em quên không có đi dự, thì cái phần quà còn lại Hương sẽ liên lạc với các em học sinh đến nhà, Hương sẽ trao tiếp lại. Hiện nay còn mấy học sinh chưa nhận được. Kính thưa các hảo tâm, thì trong không khí mùa xuân này được các hảo tâm hỗ trợ như vậy thì chắc có lẽ là các em học sinh có rất là nhiều cảm xúc. Và bây giờ cô mời Quỳnh Anh Thư học vào lớp 12 của trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Thư ơi, ngày hôm nay thì Thư nhận được món quà của các hảo tâm, thì Thư có cảm xúc gì muốn chia sẻ đến các nhà hảo tâm không? Em đại diện cho tất cả các bạn ở đây gửi lời đến các nhà hảo tâm. Cô là em đại diện cho các bạn học sinh khó khăn ở đây, là xin cảm ơn các nhà hảo tâm. Phần quà này là giúp tụi em được vui xuân đón Tết nhiều hơn và có giúp tụi em có nhiều động lực để học tập hơn. Rồi, cô cảm ơn Thư. Mời Thư ngồi xuống. Kính thưa các nhà hảo tâm, thì trong lễ mùa xuân này các em nhận được món quà yêu thương của các nhà hảo tâm. Các em và cả nhìn các em đều rất là hạnh phúc, nhất là trong cái mùa dịch Covid đang diễn ra phức tạp, thì những người lao động khó khăn lại càng khó khăn hơn. Và với những món quà này thì Hương nghĩ đây là sự chia sẻ yêu thương rất là ấm áp, và xin chúc tất cả các em học sinh cùng gia đình có một mùa xuân thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và tôi cũng xin trân trọng cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm luôn đồng hành với chương trình của những em học sinh nghèo trong thời gian mấy năm qua. Xin trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm chú ở Hà Lan, chị Châu Kiến Linh, chị Hằng Lý, chị Khánh Hiền đã hỗ trợ 50 cái thịt heo gửi đến cho các em học sinh. Một lần nữa xin chúc cho tất cả các nhà hảo tâm luôn dồi dào sức khỏe, có một mùa xuân mà vạn sự như ý. Chú nhà hảo tâm đồng thời luôn cũng xin trân trọng cảm ơn cô Nguyễn Thị Liên, cô hiệu trưởng của nhà trường, cùng với các thầy cô đã hỗ trợ để tổ chức gói quà cho các em học sinh ngày hôm nay. Và đặc biệt là xin cảm ơn thầy Tâm Đạt, tất cả các thầy cô cùng hỗ trợ với Hương. Một lần nữa xin chúc tất cả các hảo tâm quý thầy cô có một mùa xuân thật là yên bình hạnh phúc. Trân trọng kính chào.